Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, công ty cổ phần Vincom Retail đã tổ chức lễ khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Quỳnh thuộc địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu. Dự lễ khai trương có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban nhân dân tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Quỳnh do công ty cổ phần Vincom Retail thuộc tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được xây dựng trên tổng diện tích mặt sàn 15.000 m2. Đây là nơi trưng bày giới thiệu các sản phẩm mang thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của khách từ mặt hàng tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, vui chơi, giải trí, ẩm thực. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận gửi lời chúc mừng đến ban lãnh đạo, nhân viên, người lao động công ty cổ phần Vincom Retail, đồng thời cho rằng thời gian qua nguồn lực đầu tư của tỉnh còn nhiều khó khăn trong khi nhu cầu đầu tư phát triển là rất lớn. Vì vậy, tỉnh đặc biệt quan tâm mời gọi thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trên tất cả các lĩnh vực và thu hút được nhiều dự án tập trung vào 5 lĩnh vực trụ cột của tỉnh, từ các dự án điện gió, các dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, các nhà máy dệt may đến các dự án y tế, giáo dục, nhà ở, thương mại, dịch vụ. Trong số này có nhiều dự án lớn quan trọng đã hoàn thành đưa vào hoạt động như 8 nhà máy điện gió khu vực ven biển với tổng công suất gần 470 MW, dự án nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính Việt Úc, Bạc Liêu, nhà máy lương thực Vĩnh Lộc, 2 nhà máy may mặc của tập đoàn dệt may Việt Nam và công ty Panetry Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thương mại, bên cạnh hệ thống chợ, cửa hàng truyền thống, thì ở phân khúc trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp hiện đại, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của thị trường và nhu cầu của người dân. Do đó, vì công ty cổ phần Vincom Retail thuộc tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng mới khu dân cư kết hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Quỳnh là một sự kiện rất ý nghĩa trong phát triển về hạ tầng thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa, đa dạng hóa các phương thức phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân Bạc Liêu.